Chào các bác anh chị, quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nha. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác chị ơi. Thì hôm nay lại mời các bác anh chị lại tiếp tục đồng hành và cùng xem lại cái vườn sầu riêng dàn diễn viên đông con này nó đã có sự thay đổi gì nhá. Thì hôm nay thì các bác anh chị cũng đã thấy trước mắt đây. Bây giờ thì có đoạn này có thay đổi thì cũng sẵn đây chia sẻ với các bác anh chị về cái chỗ này nhá. Đây. Hôm qua thì em đã tiến hành em chôn mấy cái gác mấy cái sắt này. Đấy. Và chỗ này bây giờ đang tiếp tục lấy những cái bồn sầu riêng mà nó ủ cao cao á, em sẽ ban cho nó bằng xuống và đồng thời lấy đất nó sẽ ra tập trung vào chỗ này cho nó bằng bằng ở chỗ này nhá. Đây, có biết chị cơ chị biết là chỗ làm chỗ này để làm gì không? Đấy. Bây giờ các anh chị nhìn thì đó, xe thì nhiều khi có được cái bóng tiêu cứ lâu lâu có treo ở đó, mà có khi mình làm cả buổi là cái xe để ngoài nắng nhá. Đấy, nên là em đã tiến hành làm một cái này và sẽ lấy những tấm tôn ở nhà sẽ ra đây bỏ lên trên để thứ nhất là che nắng, bỏ xe, bỏ cụ. Rồi thứ hai lỡ mà mình làm ngoài này có mưa đột xuất các anh chị thì cũng có cái chỗ để mình chui vào để cho nó khỏi ướt nhá. Bây giờ chỗ này em trước đó lồi lõm này. Hôm qua là tiến hành ban bằng đi, hôm nay vẫn đang tiếp tục đổ đất thêm nhá. Thì để trú nắng, trú mưa tạm các anh chị. Đấy. Này, đây có cái cốc cà phê này. Cốc này đào sâu sâu xuống cưa và sau này mà đi chạm với cái đồ đẹp lắm các bác chị. Đấy. U cà phê, u mắt. Còn mấy cái này thì cưa đi. Và tiến hành sẽ ban bằng, làm bằng nhé. Dọn mấy chỗ này luôn. Đấy, làm khuôn viên chỗ này. Động ra đó. Ban sang này. Đây, mấy các bác chị cùng thăm lại coi. Nó vẫn tiếp tục, vẫn đang có rụng các bác chị. Đấy, số to thì nó không rụng. Mấy số nhỏ nhỏ mà mới sổ vừa rồi đây là nó vẫn còn rụng nhé. Thì vừa rồi em đã cũng đã đặt hàng ở trên cái kia để lấy thuốc về để tăng cường cái chống rụng cho nó này, làm cho quả nhân to nữa. Rồi thì chắc ngày hôm nay là sẽ có hàng quá chị, thì em sẽ tiến hành em xịt tiếp cho nó thuốc chống rụng, tăng rời, giảm rụng và tăng cường to trái. Sau đó sẽ cục combi này, combi cũng đã mua rồi nhưng mà cũng chưa xịt đây này, nên là nó màu ấy, nó lên màu đen này. Đây, nhiều các bác anh chị không biết là tưởng là nó vẫn dài cũng nhé, tưởng là bị nấm, nhưng cái đó không phải bị nấm đâu, đó là bị cái mặt ra bây giờ nó khô lại, nó chuyển thành màu đen nhé. Đấy, vẫn đang tiếp tục này, có hiện tượng là vẫn cứ đang rụng nhé các bác chị, cái số ra sau là vẫn đang rụng này. Bắt đầu chạy trái này, trái nó to, nó chạy trái là ở đây rút cuộc là vẫn thành ra là sổ trước nhá, nhưng mà lại thua ba cái cây đằng sau vườn nhà các bác chị. Ba cây sau vườn nhà thì sổ sau nhưng mà nó lại giống như sổ, gọi là nó sổ đồng loạt nên là sổ gần xong hết rồi, còn một số bông ít nữa thôi. Nên là cái đằng sau là vừa được làm bổ lá nó già này, bổ lá đã già rồi và sầu riêng đã sổ cũng thành công rồi, còn một ít nữa thôi mà đều nó lại đủ kiểu đẹp nhá. Cái trái này bị méo mó rồi, tạm thời ít thì đang để ra từ sau tính nhá. Mà ngoài này thì tính ra là sổ trước và sổ lâu rồi mà bây giờ vẫn đang cứ lác đác sổ. Đây là nó sổ một loạt như mọi năm, nó có nhà này vườn nó sổ vài ba ngày là xong, còn đây sổ tính đã phải cả tuần rồi cũng chưa xong quá chị. Đấy, từ hôm chia sẻ của anh chị đến giờ thì những cái có những cái bông là trái nó bây giờ to rồi và một số bông thì vẫn cứ lác đác sổ. Đấy, như số này nó đậu nhiều này, thấy chưa, cần nhỏ này mà nó làm một dãy từ đây lên ra tút ngoài này luôn. Đấy. Đấy, bông này vẫn đang lì mặt chưa chịu sổ này, cái trên cao này. Đấy, những sổ sai trước này. Đấy, vẫn đang còn lác đác trên kìa. Đấy, như cây này bây giờ còn mớ trên có chỉnh không, quá nhiều ở trên luôn.
Tí nữa về nhà thì em sẽ chia sẻ cho anh chị ba cây sâu rồi. Thì nó đã đổ gần hết rồi, nó sổ ra gần hết đấy, vẫn đang tiếp tục rụng lại này. Vừa rồi mới nhấp nước thêm cho nó mà không biết thế nào. Đấy, những trái mà nó đã chạy to như thế này rồi thì nó đỡ rụng hơn. Đấy. Ở nhà là ít rụng hơn. Đây, chạy nó bắt đầu chạy to lên rồi, bằng ngón tay cái, ngón chân cái rồi. Đấy, mấy trái này vẫn đang còn nằm rộng, phía trên cao. Bên này cũng thế này, nó bắt đầu chạy trái rồi. Nhìn hoa thì rậm rạp thế, chứ bây giờ nó rụng bớt, với lại là nó còn lại một số ít thì mình nhìn thấy nó lẻ loi các anh chị. Đây, như cái này hai, còn hai trái này, hai trái này chắc chắn hai trái đó nó sẽ đậu rồi. Đây, cái chùm ở ngoài này cũng thế này, chùm này hôm trước là một mớ luôn nhá, hôm nay còn ba trái này. Đấy, bắt đầu chạy trái. Cái bên này xem cái trái hôm trước hở là nó có đã rụng chưa nhá. Đây, hiện tại thì nó vẫn đang nằm đây các anh chị này. Đấy, nó giống kiểu nó cũng có hở thêm một xí nữa sao đó, nhưng mà nó vẫn chưa rụng này. Đấy, trái bắt đầu nó vẫn trở phát triển trái này, hay chưa. Đấy, mấy trên này, bên này thì to hơn rồi này. Đấy, bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo của mình nó sẽ hoàn thành đi thì xong thì mình đây, phía trên còn một số trái này, một số bông chưa sổ này. Đấy, cái chùm chỗ này nhiều chưa, dày luôn. Hai trái bên này sổ trước bây giờ to rồi. Ui, xong cái đợt này thì mình cho nó sổ gần hết, còn không hết nữa thì còn một số bông nữa thì kệ nó, bây giờ nó ra sau thì được không được thì thôi. Mình theo cái cổ bông trước này, em sẽ tiến hành tăng cường phân bón cho nó nhé. Tiếp theo phân bón, bỏ phân bón loại gì như thế nào thì sẽ chia sẻ tiếp cho các anh chị xem em bỏ phân gì. Đấy, lá này sần đen luôn, dày. Đấy, mấy cái sầu riêng tơ này, sầu riêng tơ cũng tương đối đẹp rồi. Đấy, thì mình kéo xuống cái dàn cành, nó bây giờ càng đi ra là cái thân nó mở rộng nhá, nó đi gần là vài cơi là nhìn cái sầu riêng nó lực liền. Cái bên này vẫn chưa hết được, lác đác vậy. Đấy, mà bây giờ số sau này thì nhiều khi ít quá không thèm đi quét nữa, nhiều đi quét bỏ công, bây giờ ít quá để tự nhiên luôn. Với lại mấy hôm nay cũng gió nhiều nên là cứ để cho gió nó tự thụ phấn, cho cái sầu riêng luôn. Ít quá quét mệt, được có mấy bông lác đác. Đây, gần như cái này còn một trái lẻ loi mà bây giờ nó vẫn nằm nguyên si này. Đấy, trái nó chạy trái rồi. Bây giờ thì nhìn những cái gai của nó, cái bên ngoài nhìn nó tù này quá chị. Đấy, nó tù này thôi chứ, đó nhìn nhau. Nhưng sau này mình chạy trái lớn lên là nó sẽ chuyển sang nhọn gai nhím nhá. Hình thành trái từ ban đầu bắt đầu sổ nhụy xong và chạy trái là mình làm cho trái căng tròn cho nó đẹp. Đấy, nắng mấy hôm nay Tây Nguyên nắng, ngày nắng gắt khó chịu, may là tối nó không lạnh, chứ nếu mà ngày mà nắng và tối mà nó lạnh nữa thì dễ bị sốc nhiệt lắm. Đấy, mấy trái này nói chung vẫn chậm phân triệt nhá, trước mấy cái đọt phía ngoài này rụng này, còn mấy thằng này nhưng mà thấy vẫn chậm chậm.
Đấy, mấy thằng trên này cao kìa, chỗ chưa chưa vặt được cái cuống khô nữa, cái khô nó níu lại ngay quả luôn. Cái này là một mớ này, đây là những chạy chạy trước này, đấy to hết rồi. Cần này còn 1, 2, 3, 4, đấy, gần nhỏ nhỏ 4 trái rồi. Bên kia là 2, đó bên kia cũng là một mớ, cũng tha hồ rồi. Này chỗ này là một nùi luôn, nhiều quá thì nó có cạnh tranh dinh dưỡng, nó cũng chậm lớn, chậm phát triển. Đấy. Đây, chỗ này chỗ em qua. Đấy. Phấn rụng này, tháo này, nhiều nhiều lên này, bông bông nhỏ chứ, các bác chị nhìn thấy không? Đấy, là cái chuỗi chuỗi trái nhỏ. Đấy. Cái này nó bắt đầu chạy trái rồi này. Trên có lác đác mấy bông nó sổ nhỉ, nhăn luôn đi để mà chấm nước nó nhiều, để mà làm quen nước xong là mình sẽ tiến hành bỏ phân nhá. Đây. Mấy cái này cũng khi lơ tơ mơ là cũng đậu cho các bác chị, tại vì khi bộ lá bên ngoài là đọt là nó đã mở hết rồi, một số ở phía trên là bị con rầy xanh nó chích cho teo lá rồi, giống như bên đốt lá đúng không chị theo đấy, cùi đọt luôn, đó là bị rầy xanh chích teo luôn nhá, giống như đốt đó. Lá thì mở gần hết rồi, bây giờ nó mà già nó khéo lơ tơ mơ mới chạy nó sẽ đậu nhá. Cái này cũng thế này, cái này lơ tơ mơ cũng sẽ đậu mới trái hay giờ đâu. Và một số bông nó tự động nó teo luôn này. Đấy. Cái vườn trên này thì cũng già vừa rồi ông xịt tăng thêm một lần MKB. Đấy. Nữa thì nó cũng thấy có hiện tượng là rụng đây. Đấy. Đấy. Để coi xem thử coi nó rụng như thế nào. Vẫn có rụng, ít rụng hơn các bác chị, ít rụng hơn. Bông này có hiện tượng xịt thuốc gì mà có hiện tượng lên trắng 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 này, thấy chưa? Đấy, này lũ khủ luôn, cả một cái nồi như thế này thì bao nhiêu, biết bao nhiêu là trái. Đấy. Nhiều trái, rất nhiều trái luôn. Vừa rồi thì cũng đã tiến hành đi rủ mấy cái này xuống cho nó này. Bây giờ các bạn chị nhìn thấy cũng đã sạch rồi nhá. Trái bắt đầu chạy trái to rồi đấy. Trên này thì bông tha hồ mà tuyển. Của dưới nhà thì hơi kém hơn một xíu. Đây, như cây này bị đọt này. Đọt như cái này. Đó, đọt như này. Liệu mấy trái đó có thể giữ được không? Mấy ngày rồi mà vẫn chưa chưa thấy rụng mấy, những con chị. Đấy, này. Lá này mà vẫn chưa chịu rụng. Đây là những lá này chưa già đâu này. Lá như này đang còn cạnh tranh dinh dưỡng này các anh chị. Nó cạnh tranh dinh dưỡng như thế này là nó sẽ rụng, nó sẽ rụng trái này. Thấy chưa? Đấy, này vẫn có rụng nhưng mà rụng ít lá này thôi. Còn những lá này nó chưa chịu rụng này. Đấy, đọt này. Nhá, có vẫn có rụng nhé. Có rụng những lá mà hơi non non này. Còn những lá mà già già hơn thì chưa thấy rụng. Đấy.
xem tiếp mấy cái game phía trên này. Cà phê thì đấy, trái nó đấy rồi này, rồi xịt rầy rệp nữa, nó bỡ bớt rầy rồi. Thì trời càng nắng cà phê nó càng càng bị rầy rệp nhiều nhé, rệp sáp nhiều, rệp đen, rệp sáp nó tấn công vô rồi, đen hết trái phải xịt nước thì nó mới đỡ, có nó ăn hết. Đấy. Rồi, cái này đụng đụng luôn, vẫn đụng này. Đấy. Quanh lá lại luôn nhá. Thấy chưa? Đây là nó xử lý queo luôn đó, mà nó vẫn chưa rụng. Những lá non như này không rụng mà. Nếu mà lá non này không rụng là không bao giờ kịp quá chị. Mở rồi nhưng mà không kịp. Đây nhiều nên là cái chuỗi này về hết rồi. Mình cũng tha hồ mà đào thải trên lý chán, vẫn đang còn trái nhiều. Chỉ trừ khi là đấy. Đây là hiện tượng nó sung này. Đẩy ra tới cái nách, cần nách này. Đây, vừa rồi tiến hành là cào hết toàn bộ cái phần bông rụng ra bớt rồi. Bây giờ nhìn thấy có sạch sạch gốc rồi. Rồi sau tiến hành cào thêm một lần nữa. Đấy, rụng này. Cào thêm một lần nữa là nó rụng hết hoàn toàn, là mình sẽ cào thêm một lần nữa là xong. Hãy phim cái ngoài kia cũng thế thôi. Kia cũng mấy cây. Bông nó rù ra ngoài túc là này luôn. Đấy, mình lá này thì bắt đầu này cũng có hiện tượng gần lụa này. Này có tăng cường thì nó bông khiếp chưa. Đây. Đấy, của chị nhìn này. Nhìn này. Đấy, rụng. Đấy, rụng chưa. Đây, đây cũng có cái hở hở là mà chưa rụng này. Đấy, hở cuống là mà chưa rụng này. Là một cành như này dày luôn đấy, bên này cũng thế này, thăng trên này dày đặc quá này. Như chỗ này bây giờ các anh chị nếu mà bảo trái mà nó đủ được như này thì mình xịt thuốc đồ các thứ nó đâu vào đâu, kín mít nhau luôn mà nó dày đặc luôn thế này. Làm cùng bông dày. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành vào làm mà cho cái nền ấy, mò những cái chỗ đất cao cao để cho nó bằng với cái bồn. Rồi làm cái nền đó. Bồn này lấy một tà ly đất bên đó các anh chị, đào ngay chỗ cái hố tiêu cụ này. Đấy, đào xuống để lấy mấy cái
cái gốc tiêu. Khi mình hạ tiêu xuống thì mình xoắn xuống dưới là một vòng xung quanh cái cổ tiêu này. Bây giờ đào lên là một ngớ chưa, phải đào vất ra ngoài, trong cái này nó nấm nhiều mà chị, nó chết là nấm nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ của thằng sầu riêng. Đây, em đã tiến hành đào bo lên và sau chặt để bứng gốc đi nhá, chặt gần sát này những cái phần mà trong cái chủ tiêu của anh chị với là xung quanh này, nhưng có cái một cái mô mà đất nó cao 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 lên là em sệt xuống hết cho nó bằng bằng nhá. Sau này vít vài bữa nữa để vô khi mưa thì mình sẽ tiến hành vào, mình sẽ ban cái bồn cho nó tương đối bằng bằng phẳng chị. Đấy, tại vì những chỗ này nó u cao này, giờ có chị nhìn thấy không, đó hớt đi một lớp đất. Đấy, cho nó bớt nó bằng, sau này cỏ nó lan ra nó cũng bằng phẳng, mình dễ chăm sóc hơn. Đấy, bây giờ những cái chỗ nào cao cao thì mình tranh thủ mình hớt xuống nha các anh chị, chịu khó một xí, vừa làm bồn sầu riêng và đồng thời lấy đất ra bỏ làm cái nền ngoài kia cho nó bằng bằng xí cho nó dễ coi. Lớp thảm vỏ chai để mình mang đi rải ăn cho sau nó bò là khắp nơi cái nó đẹp bò bán. Bằng
Sau khi làm ở ngoài vườn ngoài kia xong các anh chị thì em về cũng chia sẻ lại cho các anh chị cùng xem lại này. Đây chỉ có cái cây này là sổ sau cùng này, bông nhỏ hơn này. Bây giờ thì nó cũng chiều nay nó bắt đầu là cũng sổ số lượng cũng nhiều nhiều rồi này các anh chị, gần hết rồi đó các anh chị nhìn ở phía trên này. Thấy chưa? Đấy, sổ gần hết rồi. Chiều nay một mớ nữa là coi như là cây này cũng gần hết. Hai cây phía sau thì nó nhiều ở chỗ nhiều hơn. Hai cây này là sổ trước các chị. Đây. Thấy chưa? Không rụng mấy nhá, nên là các bạn chị nhìn thấy nó còn lại một mớ luôn. Đấy, phía trên kia còn đang lác đác có đôi bông nữa này. Là hết. Đây ở nhà nên là sổ sau mà rốt cuộc này. Đấy sổ kiểu là nó đồng loạt hơn, ra cùng một đợt một lúc nữa. Sổ nhanh hơn. Đấy, một dãy bên này quá chị nhìn đâu, nó đâu có rụng mấy đâu. Đấy. Sau này tiện tha hồ tiện. Ngoài kia thì rụng nhiều, còn sót lại những số trái thì nó đậu đó, nhưng mà không biết sau này nó có eo nữa cái này kia nữa mình cũng khó tiện nhá. Nhưng mà nó mà ví dụ như là nó ít trái mà sau nó mọc trái tròn trái thì đỡ. Nhưng mà sợ là nó sau nó méo mó rồi. Cả những cành đó mình không còn cái sự lựa chọn nào nữa thì bắt buộc phải để thì nó không đẹp trái. Nhưng mà đến lúc thời điểm đó mà không có trái mà để cho đẹp nữa thì mình tuyển trong một cây cỡ bao nhiêu quả nó mà chưa đủ thì chấp nhận phải để nha các anh chị. Còn nó mà nó đủ rồi thì mình sẽ bỏ những trái eo đi. Như mấy cây này thì ok luôn. Lá thì đã già và bông thì đã sổ gần hết. Đấy. Nhất là cây sau này các anh chị. Cành sau này thì sổ nó tương đối là hết rồi. Đấy, mình vặt bông thế mà nó vẫn còn đầy khô, vẫn có rụng nhưng mà nó đỡ hơn, đang còn nhiều lắm quá chị. Đấy, đang còn nhiều lắm, tha hồ. Đấy, năm nay thì sẽ để cây này thăm tham một tí coi nó như thế nào. Mọi năm để ít quá hay là đâm ra trái nó to mà mình cây mình đang nuôi được mình lại vặt bỏ đi uổng. Vặt đến năm nay bắt đầu nhìn thấy tự nhiên nó tiếc các anh chị, tại vì trái nó cũng tương đối tròn chứ nó không đến nỗi nào méo, nhưng mà mình nghĩ vào trong một cành mình để nhiều quá nên là để lại 3-4 quả, rốt cuộc là 4 quả đầu quả 4. Đấy. Đấy. Ok cho các anh chị. Dàn đây thì tương đối ổn rồi, lá thì nó đã đi xong một cơ đọt thành công, lá đã già đã lụa. Đấy. 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 Sầu riêng bên kia, sầu riêng lớn các chị, sầu riêng bên đó thì ăn mấy năm rồi. Còn sầu riêng này mới năm thứ hai, cành bên kia to hơn nhiều các anh chị. Đấy, một số trên cao kia mình chưa rụ được, cái nhìn như cái chỗ già trên này. Đấy. Đó, cái đọt phía trên đấy. Đấy, trời đã về chiều. Đấy, đàn gà vẫn đang ra phá cái bươi hết gốc sầu riêng con người trong kia các anh chị.
tôi sau thời gian nó hư hết cái bộ rễ giới, cái là lại ảnh hưởng đến cái sầu riêng của mình. Về chiều thì sầu riêng nó không đẹp lắm nhá. Nhưng mà như thế này là cũng ổn lắm rồi, kiếm thêm được một cây lá thành công. Trái thì cũng tương đối nhiều và ít rụng so với ngoài vườn ngoài kia. Đấy, nó được đủ thứ, đủ kiểu nhá. Sáng nay thì em mới tiến hành tưới nước rê cho nó các bác chị, làm mát đất. Sau khi nó sổ thành công xong em sẽ tiến hành tăng nước dần và trở lại và bắt đầu quá trình bón phân cho nó nhá. Đấy, kết thúc một ngày làm việc của một nông dân, chia sẻ những cuộc sống đời thường hàng ngày. Rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các bác anh chị và ủng hộ cho một tương tác. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nha.